lựa ra được rất nhiều gỗ đây các bác này. Lựa ra là một mớ. Chỗ này tận dụng mình có thể làm ván được. Những tấm như này mình làm ván rất ok các bác này. Đều có thể làm ván được. Xong rồi, hai anh em ra xong được đống củi các bác ạ. Ra xong được đống củi cao lên chừng này này. Chất hết ở khu vực đây rồi các bác này. Rồi. Đấy, bây giờ chỗ kia lọc thành củi, còn bây giờ ở đây thì lọc thành các cái sườn với cái đố để mình đóng tủ với cả mình đóng. Lựa ra được rất nhiều gỗ đây các bác này. Lựa ra là một mớ. Chỗ này tận dụng mình có thể làm ván được. Những tấm như này mình làm ván rất ok các bác này. Đều có thể làm ván được để đóng tủ. Còn một dàn bên này nữa đây. Nếu mà chỗ này tận dụng tối ưu và xẻ thêm một ít ván mặt nữa, có cái khả năng sẽ làm được khoảng 4 cái tủ lớn các bạn. Rất nhiều gỗ. Tính ra là cũng nhiều gỗ lắm ấy, chứ không phải ít đâu. Đây, còn nguyên cái đống gỗ đây là đa số là gỗ lớn bự không. Là anh em lựa ở đây rồi các bạn này. Toàn bộ là bằng gỗ đỏ. Gần như 100% ở đây. 95%. Còn vẫn còn gỗ lim. Với cả thỉnh thoảng có một ít cây vớ vẩn vào nữa thôi. Đa số là gỗ đỏ thôi. Chỗ này mà dựng tủ dép nên phải được mớ chỗ này. Nếu mà khung tủ dép chỗ này chắc phải được mấy chục cái Tuấn nhỉ. Nguyên khung chỗ này thì được mấy chục cái tủ dép ở đây. Tha hồ. Trong chiều nay là sẽ hoàn thiện được cái gần như là xong cái khâu da gỗ này. Lần đầu tiên trải nghiệm da gỗ luôn các bác. Cũng cắt ra được thành đôi miếng. Ví dụ một miếng cắt thành hai miếng thì các biết cắt. Tiện đây giới thiệu với các bác mấy cái tủ dép ở trong này. Hạnh cũng đã đóng gần xong rồi. Đóng gần xong rồi. Dựng lên. Toàn bộ bằng gỗ đỏ. Mười mấy cái tủ ở đây. Rất ok. Toàn bộ bằng gỗ đỏ. Bác nào quan tâm đến tủ dép gỗ đỏ thì bốc sơn nhé. Đây còn một mớ nữa đây các bác này. Mớ nữa này. Tận dụng tối ưu cái đống củi đấy thì quá nhiều luôn. Quá nhiều gỗ luôn. Đây là vứt bỏ đây. Cảm tưởng vứt bỏ nhưng mà đối với một vài người vẫn có thể sử dụng được. Chỗ này nếu mà ai mà làm vẫn tận dụng được. Đằng sau cái này ai vứt bỏ nhỉ? Cái này vẫn được mà ta. Cái này vẫn được mà. Đây. Ví dụ như ván này vẫn ok. Cái này vẫn dùng được. Vẫn dùng ngon. Còn một ít nữa rồi. Cố gắng nốt cho xong. Tiếp tục vào quá trình.